Ấy chào mọi người, em có con này em cũng có đen rồi mà em lục ra thêm một cái đầu này nữa nên là bán chung luôn này. Về là phụ tùng với nhau. Mà con này hình như là cũng dọn lên được hay sao? 240 nha, con này còn 340, 240 340 thì nòng bê tông và phụ tùng nó như nhau cả nha. Y như nhau luôn. Có điều là cái con này thì được. Con này là cái bình xăng lắp bình xăng nhựa. Này là bình xăng nhôm ha. À. Ok, còn khá là đẹp luôn. Ốp la một lát đẹp. Con này dọn lên thôi. Đi chèo. Con này thì rồi. Con này thì đầy đủ lam xích. Cái bộ lam của nó rất là ngon nha mọi người. Lam của nó làm 58 58 cm lam Huana luôn, xích rất là dày luôn. Xích xích với bộ lam này dùng cực kỳ bền luôn. Mặt tiền rất là ok. Con này là máy đẹp nha mọi người ha, máy đẹp, máy đẹp, máy này con này hơi rất là tốt luôn, cực kỳ tốt luôn. Thì hàng này về xa bán vậy nha mọi người ha. Hàng về xa bán vậy thì hai con này em để 2 triệu nha ha. Hai con này em để 2 triệu cả hai con luôn nha, bán cả hai con luôn mọi người. Do tại vì lục được cái đầu này thì nó chung mã là nó sẽ chung một tùng á, thì về mình dọn có thể dọn lên được 2 con cũng được. Máy thì không bao gì cả nha mọi người, máy con này thì đủ đồ này, làm xích đầy đủ. Con kia là đầu máy, đầu máy con kia là đủ đồ nha. Cái này là cái nắp nhớt thì em sẽ gắn cho cái nắp nhớt đi theo nha. Nắp nhớt em sẽ gắn cho cái nắp nhớt đi theo. Hai con này 2 triệu nha. Nói chung là đáng đồng tiền bạc gạo thôi. Đây là bán xả thôi mọi người. 2 con 2 triệu nha mọi người. Rồi ai mua thì cứ việc chốt và chuyển khoản số tài khoản vào phần mô tả giúp em nha. Cái con này không dọn lên cũng đã hơn 2 triệu rồi nha. Con này 40cc, hai con đều là 40cc nha. Con này dọn lên đã hơn 2 triệu rồi. À. Rồi chào mọi người nha.